Hello anh em, hôm nay Minh Châu giới thiệu lại cái dòng máy hàng của thương hiệu Rickman để cho anh em mình sử dụng gia đình hoặc những anh em mà làm những công việc mà leo cao này, thì anh em mình sử dụng con máy hàng mini như thế này. Anh em mình làm các công việc leo ở trên cao ha, gòn nhẹ, anh em có thể mang hoặc là mình xách rất là gòn luôn anh em. Này, đợt này thì dây hàng được cải tiến rất là dài luôn anh em. Đây, dây hàng nó tầm 4 mét anh em nhé, rất là dài luôn. Đây là dây mát này, đây dây hàng này anh em. Rồi, con này thì điện 220V nha, 50Hz, dòng hàng là 200 nha anh em. Đây, 20 cho đến 200 nha, dòng mini. Anh em mình có thể sử dụng trong gia đình mình, nói chung là giá nó mềm, cho nên anh em có thể sử dụng trong gia đình các công việc mà mình như mình gạy bắt khóa này, hay là muốn hàng chuồng chó, chuồng mèo hoặc hàng rào mình có thể sử dụng được ha. Để mình làm thì con này là ok anh em, được bảo hành cho anh em 18 tháng nha. Đầu tiên là Minh Châu sẽ mổ nó ra để cho anh em mình tham khảo bên trong bộ đồ lòng nha. Đây, anh em thấy bên trong không? Nó cùng hai tù nha, cùng hai tù cho anh em này. Đây, riêng mà con máy làm gòn nhưng mà lại cái bo của nó là đầy cái con máy luôn nha anh em ha. Đây, cùng miếng áp này, anh em thấy không? Đó, hai tù cùng tương đối là ok anh em. Tù 450 là ok rồi anh em ạ. Tù tức dòng mà 450 là khá ok anh em mình hàng rồi. Đây, công suất của máy này, một con lớn ở bên trên là thẳng hàng này ha. Đó, anh em thấy không? Con ở đây này ha. Rồi xuống đây con diode này. Đó, dưới đây cũng vậy này. Đây một con này, đây một con này. Ở bên dưới này ha. Ok chưa? Con máy này anh em thấy nguyên cái bo bên trong là đầy con máy luôn nha. Đằng sau có quạt làm mát này. Đó, anh em thấy tương đối là ok anh em, mình sử dụng gia đình là khỏi phải lo rồi, bởi vì nó bảo hành cho mình đến 18 tháng anh em ha. Đó, anh em thấy chắc chưa? Rồi, một con máy như thế này mà giá hôm nay là Minh Châu về lô này là khối lượng nó lớn, cho nên là số lượng lớn thì giá nó sẽ bèo lại cho anh em ha. Đó, chỉ có 630.000 là anh em sở hữu một máy như thế này, 630.000 anh em nha. Đó, có đầy đủ như thế này luôn. Đây, máy thì ở trong hộp là có kèm theo phiếu bảo hành, sách hướng dẫn mo hàng cho anh em ha. Đây, búa gọt xì có luôn, kính để cho anh em gắn vào cái mo hàng này ha, mình sử dụng này, và phiếu bảo hành có đầy đủ cho anh em. Rồi, bây giờ Minh Châu sẽ test hàng thử cho anh em mình thấy khả năng hàng nha, rất là chất luôn anh em. Để anh em, bây giờ Minh Châu sẽ bật dòng hàng nó lên 200 để hàng cho anh em xem que 2,5 ly nha. Que 2,5 ly thì mình có thể kéo 200 nha, hoặc là mình có thể giảm dòng hàng. Thì đầu tiên Minh Châu sẽ kéo thử 200 nha. Đây, đường hàng ở 200. Bây giờ Minh Châu sẽ giảm dòng hàng xuống này. Đây, còn khoảng 100 nha anh em, quay lên đồng hồ nhé. Còn khoảng 100 anh em. Tiếp theo là đường hàng 150 nha anh em. Đó, đường hàng 150 nha. Đây anh em, khi mà mình hàng ở que 2,5 ly, mình hàng lên dòng hàng 200 này, đường hàng này. Đó, đường hàng này, ok chưa? Còn này là 100 này. Này là 150 này. Anh em nhìn cái đường hàng này anh em có thể thấy được ha. Đường hàng 150. Dòng hàng 150 này. Nó cũng chạy rất là đường nha. Đường hàng 100 thì có vẻ thép nó hơi trầm một tí. Đó, nó không được nó không ra được vải cá ha. Còn đường hàng 200 là ra vải cá luôn nè anh em. Đây, ra vải cá luôn ha. Trên cái sắc dày như thế này nè anh em. Dòng này là đường 100 này. 100 này, anh em thấy không? Nhưng đường 200 này, ra vải cá nha. Đó, chỉ với 630.000 là anh em có thể sở hữu một máy như thế này ha. Đó, cực kỳ chất luôn anh em.
630.000 nha. Một con máy như thế này anh em nguyên hộp luôn cho anh em. Đây, về là anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Còn em ở gần mình có thể đến cửa hàng để mình test thử máy, ok thì mình lùm ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình trực tiếp đến cửa hàng của Minh Châu để sở hữu một máy. Còn anh em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên rất là yên tâm luôn anh em. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.